Cơ sở lươn giống Hoàng Lan kính chào quý khách. Bây giờ là 5 giờ sáng, trước khi giao giống là quay cho khách xem kiểm tra chất lượng con giống nha khách. Lươn giống giao Hà Tĩnh. Đây. Đây em ấy nằm im trong đây. 10.000 em giao cho Hà Tĩnh nha khách. Mỗi thùng là 5.000 em. Xoay 1.000 em 1 ký. Rất đẹp nha khách. Lưng đều khỏe đẹp. Đó. Hai thùng mỗi thùng 5.000. Nha khách. Em ấy ở dưới sừng dây rất là nghèo. Đây. Lươn vàng đều khỏe đẹp. Mỗi thùng 10.000, mỗi thùng 5.000 em, hai thùng 10.000 em. Cảm ơn khách hàng gần xa đã ủng hộ lươn giống Hoàng Lan trong thời gian qua. Quý khách có nhu cầu liên hệ cơ sở Hoàng Lan, chuyên cung cấp lươn giống sinh sản bán nhân tạo, hướng dẫn kỹ thuật nuôi cho khách. Giao hàng các tỉnh Bắc Trung Nam và cả miền Tây. Rất vàng và rất đẹp nha khách. Xin chào và xin hẹn gặp lại. Chúc quý khách thành công.